ơi, xin chào các bạn. Benjamin Franklin là một thành viên trong nhóm lập quốc Hoa Kỳ. Ông cũng là một chính trị gia, nhà khoa học, nhà văn, thợ in, triết gia, nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội, nhà ngoại giao hàng đầu 1706-1790. Benjamin Franklin đã nói rằng, không có tự do tư tưởng thì không thể có trí tuệ, và không có tự do công cộng nếu không có tự do ngôn luận, đề cập đến mối quan hệ tương quan giữa tự do tư tưởng, trí tuệ và tự do ngôn luận. Tự do tư tưởng là quyền tự do của mỗi cá nhân suy nghĩ, đánh giá, hình thành ý kiến mà không bị kiểm duyệt hoặc giới hạn, cho phép con người được phát triển trí tuệ và khám phá những ý tưởng mới. Điều này được hiểu rằng không có trí tuệ sáng tạo và tiến bộ nếu cá nhân không được phép tự do tư tưởng. Tự do ngôn luận là quyền của mỗi người được tự do diễn đạt ý kiến, tư tưởng, những quan điểm công khai mà không bị kiểm duyệt hoặc trừng phạt, là một giá trị cốt lõi của xã hội dân chủ, cho phép con người giao tiếp, trao đổi thông tin và thách thức quan điểm hiện tại. Nếu không có tự do ngôn luận, mọi người sẽ mất đi quyền tự do, không thể hiện được quan điểm cá nhân một cách công khai.